Cái người tuổi thân sang năm là cái người mà người ta muốn nói rằng là cái tuổi này là có cái vận thế sang năm là lại là cái tuổi mà hung họa nhất về mặt sức khỏe, vì là chính xung với thái thuế, dần thân là xung. Vì sang năm dần tuổi thân là xung mà, đúng không ạ? Mấy ông giáp bính mậu canh nhâm thân ấy, giáp thân bính thân mậu thân canh nhâm thân. Đúng không ạ? Thì người nói rằng người tuổi thân sang này là xung thái thuế, tài lộc năm nay thì không bị chịu ảnh hưởng bởi vì thân ngũ hành thuộc kim gặp với dần, tức là dần thân là xung khắc, thì khi mà tương xung thì sinh tài. Cho nên tài vận và sự nghiệp của anh chị vẫn dễ là vẫn rất là tương đối thuận lợi. Công việc của chúng ta của năm nay thì sẽ là khó trước nhưng mà dễ sau. Đoạn đầu thì chúng ta sẽ khó khăn tương đối thị phi, đúng không ạ? Nhưng mà đoạn sau của chúng ta thì sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ để mà thúc đẩy cho tài vận, vì thân dần khắc xung tài và xung cái tài ra, sinh cái tài ra. Cho nên năm nay đã vậy, năm nay lại còn có thêm cả địa giải đáo vào, cho nên là cái việc mà đi xa hoặc đi làm ăn xa hoặc là kết nối những đối tác ở phương xa nó sẽ đem lại những cái chuyện mà tốt lành. Năm nay do lực xung khắc nó rất là lớn cho nên cái việc mà đầu tư mạo hiểm chúng ta cũng phải hết sức là dè chừng. Chúng ta phải thường xuyên lưu ý các cuộc mà tranh chấp thị phi, kiện tụng hay là cãi cọ là chúng ta nên tránh ra, đúng không ạ? Tổng thể năm nay thì mọi thứ thì nên sớm triển khai, và các bạn cũng phải khám sức khỏe định kỳ đầu năm, nên làm nha, chỉnh nha và nên xét nghiệm máu đầu năm, bởi vì cái tuổi này là tôi đang nói những cái tuổi hạn nhất trong năm nay là tuổi xung thái thuế. Và năm nay thì trong nhà thì có người thân lớn tuổi thì cũng cần phải lưu ý, nếu nhà anh chị mà được vận thì có thể tiến hành sửa chữa nhà cửa, thay một số cái nội thất để làm hao tài và cải thiện về vận lực, đúng không ạ? Lưu ý là cần phải làm lễ nghênh thái thuế và sử dụng bộ thái thuế cải vận để hóa giải và tăng cường thêm vận thế.